Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một nói chuyện với bệnh nhân kỳ thứ 314, Diễn đàn Độc lập xin trình bày Thời đại và đất nước cần ai và tại sao? Xin mời quý vị cùng các bạn tham gia. Kính thưa quý vị và các bạn, tuần này có quá nhiều sự kiện lớn. Phía đảng Dân Chủ thời nay thì thu được lợi lớn vì dư luận bị lái đi lạc hướng. Chuyện gom Tổng thống Trump và 18 nhân vật ủng hộ ông thành một tổ chức và buộc tội theo luật gọi là RICO. Đây là luật chống tổ chức băng đảng gian lận, cướp bóc, gây ảnh hưởng tham nhũng thối nát. Nghe đến tên của luật này thì người dân đã nghĩ ngay rằng phía của ông Trump đã bị dán cho cái nhãn là một bọn côn đồ vô lại, có tổ chức, có phải không? Có tội hay không thì chưa biết, nhưng cái kết quả của chính trị thì có ngay. Đó là gì? Đó là phía Tổng thống Trump bị trồng lên cổ một tấm bảng ấy rồi. Ngày xưa khi luật lệ chưa có phân minh và còn lạc hậu, khi làng quy cho ai một tội gì thì trồng lên cổ của người ấy một tấm bảng ghi tội, rồi khua chiên gõ trống, cột cổ dắt đi khắp làng. Bây giờ thì tuy có khoa học hơn, cách giao dịch có khác hơn, nhưng cái cốt của nó vẫn bất biến, vẫn y như vậy. Đó là hủy hoại nhân cách những con người. Nhưng thưa quý vị và các bạn, sự vật nào có dừng ở đó. Cho nên ai có tâm bệnh thù ghét, lấy đó làm mừng, làm vui, thì cũng đừng vội đắc ý. Hoặc ai yêu lẽ phải tự nhiên, thì cũng chẳng cần phải vội nổi nóng, bởi vì nó sẽ biến dịch đây. Vì vậy, có phải là côn đồ vô lại hay không, còn là vấn đề lớn của thời cuộc. Phải cần một trí năng nhất định mới có thể thấy được, chứ không đơn giản như là quý bà con thân thương đang bán cá ở chợ Chồm Hổm ở quê mình nghĩ tưởng đâu. Nhưng tạm thời gác lại chi tiết của phần này cho kỳ sau. Vào từng thời điểm quan trọng liên quan đến chuẩn bị bầu cử 2024 của đảng Cộng Hòa, thành công nữa ở đây của đảng Dân Chủ thời nay và gia đình Hunter Biden là che gần hết sự chú ý của người dân về cuộc điều tra của Quốc hội, có thể nghĩ là một đại án của thế kỷ 21. Đó là tình nghi bán rong ảnh hưởng, tham nhũng hàng triệu đô la, tình nghi dính líu đến gia đình của ông Biden mà các ủy ban Quốc hội đã lần lượt đưa ra bằng chứng cụ thể, giấy trắng mực đen, mẫu 1023, có cả lịch trình hoạt động bán rong ảnh hưởng qua những chuyến đi nước ngoài và tiền chảy vào trong một ngân hàng của thành viên gia đình và những bước che giấu làm sao, vân vân. Nghĩa là chuyện kinh thiên động địa song song với thời gian mà tài liệu bí mật quốc gia ông đã mang về để khắp nơi và không biết ông mang đi bằng cách nào, trong khi luật pháp không có chỗ cho phép theo chức vụ thượng nghị sĩ hay là phó tổng thống của ông lúc đó. Nghĩa là hoàn toàn khác với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã mang đi giữa thanh thiên bạch nhật theo đạo luật hồ sơ tổng thống, tức là PRA, và ông đấu tranh cho quyền được giữ các tài liệu đó theo luật hồ sơ tổng thống và theo quy định của hiến pháp. Và đó là sơ lược về chuyện xảy ra trong tuần như thế, để quý vị và các bạn có khái niệm tổng quát về việc dân chủ chọn thời biểu và hưởng lợi chính trị như thế nào. Vào ngày 23 tháng 8, Đảng Cộng Hòa tổ chức tranh luận chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ. Các ứng viên Cộng Hòa có cơ hội để được gợi ý tấn công Tổng thống Trump về bản cáo trạng. Trong cùng lúc đó, trước sau có một ngày, tức là ngày 24 tháng 8 thì luật sư quận Fulton ở Georgia, Fanny Willis, bà ta là một đảng viên của đảng Dân Chủ được bầu, bắt Tổng thống Trump phải vào nhà tù để trình diện, chụp hình lăn tay và tin sẽ được các đài báo khuyết tật lên kế hoạch chiên trống ăn mừng y như là mấy năm qua. Và đây cũng chính là thời điểm mà Quốc hội đang ráo riết điều tra Hunter Biden và gia đình ông Biden. Và sự kiện như vậy có phải là ngẫu nhiên hay là có ý? Ở đây xin miễn trả lời dùm. Tin rằng bất kỳ ai dù ưa hay là ghét ở bên nào cũng dư sức thấy ngay câu trả lời. Bây giờ thì chúng ta nói đến hai sự kiện trong cùng ngày 23 tháng 8. Một là 8 ứng viên Cộng Hòa tranh luận trên sân khấu Fox News do Bret Baier và Martha McCollum làm điều hành đặt câu hỏi. Ai thường xem Fox News thì chắc biết Fox News có thể nói là có 3 hệ phái, từ bảo thủ đến nhóm ba phải, rồi đến nhóm dân chủ mang vỏ bọc ra vẻ trung dung. Hai anh chị này thì không thuộc phái bảo thủ hay là Cộng Hòa và không ưa gì Tổng thống Trump. Thứ hai là sự kiện Tổng thống Trump thay vì tranh luận trên sân khấu thì ông có cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson, nhân vật nổi tiếng số 1 mà Fox News đã cho nghỉ hồi tháng trước. Hôm ngày 18 tháng 8 năm 2023 vừa qua, thì trên mạng True Social, Tổng thống Trump đã viết thăm dò ý kiến về cuộc tranh luận sắp tới. Là khách trên mạng True Social thì kẻ này cũng đã viết mạo muội tham gia như sau. Tổng thống Trump đã ở tòa Bạch Ốc, ông không cần tranh luận về việc giả sử làm tổng thống. Nghị trình MAGA đã được chứng minh bằng thành công to lớn. Câu hỏi bây giờ là ai có thể tin cậy để cứu đất nước của chúng ta trong tình huống này? Người đó phải đủ hiểu biết về những gì đang diễn ra ở đất nước của chúng ta, phải là người được thử thách, có đủ trí tuệ, năng lực, sức chịu đựng, sức dẻo dai, kinh nghiệm và không bị ảnh hưởng bởi sự cám dỗ của tiền bạc. Tổng thống hãy tổ chức tập trung vận động trước và sau cuộc tranh luận để thể hiện sức mạnh và để giải đáp mọi thắc mắc. Thưa quý vị và các bạn, thật ra không phải như mấy anh chị ghét quá sinh bệnh đã nói. Tổng thống Trump không tham gia tranh luận vì các lý do dễ hiểu như sau. Thứ nhất là tỷ lệ ủng hộ ông vượt trội tất cả các ứng viên. Ông không cần phải kiếm thêm sơ muối gì ở mâm bát của các ứng viên không cùng đẳng cấp. Thứ hai, ông đã là tổng thống, không cần phải lên sân khấu để diễn tập, tranh nhau giả bộ làm tổng thống. Đây là mục tiêu của cuộc tranh luận. Thứ ba, ông không cần phải hứa củi. Nghị trình bây giờ là MAGA, không có nghị trình nào khác phù hợp hơn. Và chính ông là kiến trúc sư vừa là người đã thực hiện nghị trình, đã được chứng minh cụ thể là thành công to lớn chưa từng có. Bây giờ, ông chỉ việc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại. Và chỉ có ông mới có thể điều chỉnh tốt và thực hiện tốt. Ông vào tòa Bạch Ốc để làm tiếp công việc đã bị gián đoạn ngay từ ngày đầu để tức thì cứu nước. Và điều thứ tư là sân khấu để cho họ chỉ trỏ nhau hoặc là ném bùn vào khoảng không trong khi ông không có mặt ở đó. Ông không có chút lợi lộc nào nếu ông không tính toán và tự biến mình thành cái bao cho các võ sinh tập đấm bốc. Rất là dễ hiểu, phải không thưa quý vị và các bạn? Và về việc ông dựng lên cuộc phỏng vấn riêng như thế nào? Chẳng những ông chọn về thời điểm tranh luận mà còn chọn người phỏng vấn. Phải là người nổi tiếng nhất, chẳng những về khả năng, kinh nghiệm mà cả nhờ biến cố mà được chú ý nhiều nhất. Người đó đang mang nhiều thắc mắc nhất về chuyện đã rời Fox News như thế nào. Người đó phải là người đang bị truyền thông cánh tả nhắm tới nhiều nhất. Người đó là người được khách đang mong chờ biết tin. Và hai yếu tố về thời điểm và con người được ông chọn, ông đã kéo hầu hết toàn bộ sự chú ý về phía của mình. Và chiêu này đã phá hỏng các cuộc tấn công của đối thủ thuộc về đảng Cộng Hòa và ý đồ của đảng Dân Chủ. Và số lượt người xem cuộc phỏng vấn của ông trên X, tức là Twitter, với Tucker Carlson lên vùng vụt. Từ lúc bắt đầu, gần 9 giờ tối ngày 23 tháng 8 đến 12 giờ trưa ngày hôm sau, lượt người xem đã lên tới hơn 200 triệu. Và ngay giờ này đã có gần 260 triệu. Đây là một cuộc phỏng vấn thành công tuyệt vời nhất lịch sử. Ông đã trả lời như là diễn thuyết trên mọi đề tài, mọi câu hỏi một cách tự nhiên, lưu loát, vui vẻ, thông thả, dễ như là chúng ta nói chuyện ăn uống hàng ngày, hoặc là như thợ mộc nói chuyện đóng đinh. Ông đã giải thích tại sao ông không tranh luận như sau. Công chúng biết tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công như thế nào, với độc lập về năng lượng, biên giới và quân sự vững mạnh, các giảm thuế và các quy định lớn nhất từ trước đến nay, không có lạm phát, nền kinh tế vững mạnh trong lịch sử, vân vân. Vì vậy, tôi không thực hiện các cuộc tranh luận. Ông cũng chia sẻ một số ưu tiên hàng đầu vào năm 2025 như sau. Số 1 là biên giới. Bắt giữ hàng trăm nghìn tội phạm đã được phép vào đất nước của chúng ta và đưa chúng trở về nơi xuất phát. Về sự nhiệt tình của cử tri bây giờ hơn cả 2016 và 2020, ông nói, tôi chưa bao giờ thấy tinh thần như bây giờ. Ông cũng lưu ý rằng con đường đến năm 2024 trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Ông tiếp, tôi nghĩ họ thích tôi và tôi biết họ yêu thích các chính sách của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy tinh thần như lúc này. Và lý do là vì Joe Biden lương lẹo rất tệ hại. Ông ấy là tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Về sự kiện ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, ông nói rằng cử tri đều có tinh thần yêu thương và đoàn kết. Ông nói thêm, tôi chưa bao giờ thấy tinh thần, niềm đam mê và tình yêu như vậy. Ông kết luận rằng ở Mỹ ngày nay có sự kết hợp tồi tệ giữa khát vọng và lòng hận thù. Và thưa quý vị và các bạn, thật là khôi hài, ngay cả nhiều người ngồi trong hậu trường xem tranh luận nhưng lại mở phone ra để xem cuộc phỏng vấn của Tổng thống Trump. Quả thật ông đã thu hút sự chú ý đến như thế. Chủ của đài Fox không có tức điên lên mới là chuyện lạ. Và cũng chính vì vậy mà Fox News đã thông báo cho chiến dịch tranh cử của ông rằng là những người đại diện cho ông sẽ không được phép vào phòng bàn luận sau cuộc tranh luận. Con trai của Tổng thống Trump cũng đã phải bỏ ý định tham dự. Và về phía cuộc tranh luận như thế nào? Không có thời gian để kể hết những chuyện nhỏ nhặt. Có vài điểm thú vị xin được kể như sau. Trước hết là nói đến anh Vivek Ramaswamy, người gốc Ấn Độ, 38 tuổi, là một doanh nhân công nghệ sinh học. Ông làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trước khi thành lập công ty riêng của mình là Roivant Sciences từ năm 2014. Ramaswamy đã thể hiện là người rất nhiệt tình, tràn đầy năng lượng và rất tự tin. Khi trả lời câu hỏi, nếu Tổng thống Trump bị buộc tội thì quý vị có thực hiện lời thề sẽ ủng hộ ông ta khi được đảng chọn hay không? Vivek Ramaswamy nhanh nhẹn giơ tay lên trước, thẳng, cao và giữ mãi cho đến khi mọi người bỏ tay xuống thật lâu. Tiếp theo sau là lần lượt đến bà Nikki Haley, Tim Scott, Doug Burgin, đến anh Ron DeSantis. Anh ta liếc qua một vòng trước khi đưa tay lên một cách lừng khừng không quả quyết, rồi mới đến ông Mike Pence cũng chậm chạp đưa tay lên. Tiếp đến, tệ hại và hèn nhất là anh Chris Christie. Anh ta đưa tay lên khoảng 1/3, nửa muốn nửa không. Khi được hỏi lại, thì anh ta tìm cách quanh co giải thích. Anh ta đã đưa tay lên như thế này, và nhìn sang một anh khác ghét Trump đứng bên cạnh là Asa Hutchinson như muốn cầu cứu. Ông này cũng không đưa tay lên, nhưng thể hiện dứt khoát như thế cũng còn đỡ hơn là anh bự Chris Christie. Mấy tháng qua, anh Christie đã thường dạo trên các đài cánh tả MSNBC, ABC, CNN, vân vân, để một mình không xoay bên trái thì là thoạt bên phải Tổng thống Trump. Ai cũng biết anh ta đã từng theo Tổng thống Trump mà không được ông tin tưởng để giao việc. Và đây là một đoạn ngoạn mục xem lập trường, tầm nhìn dứt khoát của Vivek Ramaswamy đụng độ với anh chính trị gia to người nhưng mà trí thì nhỏ và nông cạn Chris Christie như sau. Whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong, the conduct is beneath the office of President of the United States. And you know, this is the great thing about this country. Booing is allowed, but it doesn't change the truth. It doesn't change the truth. Christie cố giải thích về cái tay của anh ta. Tôi đang làm thế này nè. Và anh ta chỉ trích Tổng thống Trump. Đây là điểm mấu chốt, người ta phải ngừng bình thường hóa các hành vi này. Được rồi. Và lúc đó tiếng la ó phản đối vang dội. Anh ta nói tiếp, bây giờ dù bạn có tin rằng các cáo buộc hình sự là đúng hay sai, thì hành vi này dưới giá trị tiêu chuẩn của Tổng thống Hoa Kỳ. Và trong tiếng la ó càng lớn hơn thì anh ta lại tiếp, và bạn biết đấy, điều tuyệt vời là đất nước này cho phép la ó, nhưng nó không thay đổi sự thật. Lúc này thì tiếng la ó càng mạnh hơn. Và chúng ta biết, anh ta đã mâu thuẫn ngay trong lời nói của mình. Bởi khi anh là lãnh đạo, anh nghĩ rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, thì anh hành động thách thức, tranh đấu để trả lại một cuộc bầu cử trong sạch và công bằng cho cử tri. Là thực hiện quyền tự do dân chủ thật sự, thì sao lại là dưới tiêu chuẩn? Tiêu chuẩn của anh ta là im lặng chấp nhận sai trái. Chấp nhận như thế là bảo vệ dân chủ hay là hiền nhát và nuôi dưỡng mầm móng của độc tài? Anh ta phát biểu như một sứ giả của đảng Dân Chủ và các đài truyền thông của họ mà anh ta thường xuyên có mặt để đóng góp soi xỉa Tổng thống Trump. Đến lượt Vivek, một người rất tự tin, có lập trường và tầm nhìn vững chắc, tin ở điều gì mình nói và dám nói những điều mình nghĩ. Anh ta nói, tôi muốn tham gia trả lời, nói lên sự thật. Được rồi, Tổng thống Trump, tôi tin là vị Tổng thống giỏi nhất của thế kỷ 21. Đó là sự thật. Và Christie, hãy nói trung thực với đấng tạo hóa, lời tuyên bố của ông rằng là Donald Trump bị thúc đẩy bởi sự báo thù và bất bình sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều nếu toàn bộ chiến dịch của ông không dựa trên sự trả thù và bất bình đối với một người. Và nếu mọi người ở nhà muốn xem một nhóm người mù quáng đánh Donald Trump mà không có một chút tầm nhìn về đất nước này, họ chỉ có thể thay đổi, chuyển sang MSNBC ngay bây giờ. Nhưng tôi thì không. Tôi không tranh cử chức chủ tịch MSNBC, mà tôi đang tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Và đến đây thì tiếng vỗ tay bể cả rạp. Honest to God, your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man. People at home want to see a bunch of people blindly bashing Donald Trump without an iota of vision for this country, they could just change the channel to MSNBC right now. But I'm not running for president of MSNBC. I am running for president of the United States. We're skating on thin ice, and we cannot set a precedent where the party in power uses police force to indict its political opponents. It is wrong. We have to end the weaponization of justice in this country. 30 seconds, Governor DeSantis. Let me take I'm sorry. 30 seconds, Governor DeSantis. You make me laugh because you sit here in an answer. You sit here in an answer. You sit here and answer. Go ahead, Governor Christie. Thật tuyệt vời cho một doanh nhân trẻ dám nói thẳng, không ruột rề, lựa thế có lợi mới nói theo, không có theo kiểu chính trị gió chiều nào theo chiều đó. Đây là nguyên nhân mà Hoa Kỳ ngày nay đang trải qua vấn nạn tứ bề. Vì sao? Bởi vì chính trị gia kiểu quan lương, loại không có tầm nhìn, không có đường đi, không vẽ được một tiền đồ lớn cho đất nước, khi gặp chống đối, trở ngại, khó khăn thì lập tức co đầu rút cổ, cầu an tiêu cực, giải quyết bằng cách thỏa hiệp hoặc là đầu hàng. Hậu quả đó là gì? Là thay vì giải quyết dứt điểm khó khăn thì không đủ trí năng và can đảm để đối đầu, cho nên lấp đi cho qua việc. Để rồi những mối nguy tiềm ẩn ngày càng chồng chất. Thay vì quét rác thì hất rác ở dưới thảm, cho đến khi phải chết vì nhiều bệnh tật. Gặp mối nguy trên thế giới thì lắm khi vuốt ve rồi cho qua là thượng sách. Cho tới khi mối nguy trở thành đe dọa lớn hơn thì phải dùng đến chiến tranh, bom đạn để giải quyết. Gặp mối nguy nhỏ cho qua, nhưng nó nào có mất đi, nó sẽ mọc mầm và mỗi ngày một lớn hơn. Như thế không phải là mua bình an tạm thời và chờ ngày gặt hái nạn lớn hơn hay sao? Và đây là những ví dụ. Chẳng hạn, đã không giải quyết triệt để cho Bin Laden như là trứng nở thành con, và nó nở ra thảm kịch Chí 11 đầy đau thương và mất mát. Bắc Hàn cho tiền và mắt nhắm mắt mở cho qua, đến khi hỏa tiễn thành kho và bom hạt nhân được sản xuất. Nạn ISIS thì để cho Iraq tan hoang, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, cả vùng Trung Đông sạch mùi tử khí. Người người thì chìm ngập trong hoang mang lo sợ. Syria trở thành bãi rình bom đạn, khiên xác hàng ngày. Hoặc là hứa giúp cho Israel có thủ đô nhưng không làm được, để cho chiến tranh biên giới Palestine do Thái bắn giết hàng ngày. Vùng Trung Đông, các vương quốc Ả Rập hiềm khích, không có giải pháp hòa bình, nơm nớp lo sợ Iran. Ở Biển Đông thì Trung Quốc tung hoành và tha hồ làm giàu trên sự tàn lụi dần của Hoa Kỳ vì thỏa thuận bất công. Phía Nam thì biên giới bị xâm phạm. Hiệp ước NAFTA khiến cho Hoa Kỳ thua thiệt mấy chục năm. Và tất cả những trái bom đó đã được một tay Tổng thống Trump tháo gỡ như là một phép màu, y như là ông có chiếc đũa thần. Tất cả không phải là sự thật đó sao? Và hôm nay cũng xin nói thẳng rằng là có một số sĩ phu, tức là người có ăn học, nhưng chỉ nghĩ làm sao chửi cho đã có lỗ miệng thôi. Và theo lẽ thường, theo tâm bệnh lý học, khi tâm của người ta ghét ai thì trí óc sẽ cùng lục co rúm khi mô tả người đó sao cho vừa với cái khuôn sẵn, cho thỏa mãn cái lòng thù ghét. Điều nguy hiểm ở đây là chính họ không nhận ra mình đã làm như thế. Và kết cục là chính họ tự biến mình trở thành những con cừu non, suy nghĩ như là tập thể suy nghĩ, không còn óc phán đoán độc lập nữa. Ramaswamy nói tiếp, chúng ta đang trượt băng trên lớp băng mỏng và chúng ta không thể đặt ra tiền lệ. Trong đó đảng phái và quyền lực sử dụng lực lượng cảnh sát để truy tố các đối thủ chính trị của mình. Việc chúng ta phải làm là chấm dứt. Việc vũ khí hóa công lý là sai lầm. Và đến đây quý vị đã thấy, việc lớn đến như thế, mối nguy lớn đến như thế, không phải cho riêng ông Trump, mà là do chính chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Mà 7 anh chính trị gia không ai dám nói thẳng ra như anh doanh nhân trẻ Ramaswamy. Christie đã nói tiếp, tôi xin lỗi bạn, tôi xin lỗi vì bạn làm cho tôi cười, vì bạn ngồi đây để trả lời, được rồi, bạn ngồi đây để trả lời. Và lúc này tiếng la ó phản đối dữ dội làm anh ta ngậm miệng không thể nói được nữa. Sau khi trật tự được ổn định thì Christie đã nói tiếp, tự khen mình là có thành tích về luật lệ và trật tự, nhưng anh ta chỉ có 8% ủng hộ khi anh ta làm thống đốc ở New Jersey. Anh ta nói láo trắng trợn rằng Tổng thống Trump đã nói rằng hãy bỏ hiến pháp. Và như thế là anh ta, một là nói láo, hai là chỉ nghe đám truyền thông tin giả chuyên đầu độc người thật thà mấy năm qua, anh ta đã không kiểm tra lại, hoặc ba là anh ta không hiểu toàn lời nói của Tổng thống Trump đã viết như sau. Vì vậy, với việc phát hiện ra lừa đảo và gian trá tràn lan và to lớn, trong việc hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ lớn, Ủy ban Dân chủ Quốc gia và Đảng Dân chủ. Bạn sẽ bỏ kết quả bầu cử tổng thống 2020 và tuyên bố người chiến thắng chính xác, hay là bạn có cuộc bầu cử mới? Một vụ lừa đảo quy mô lớn thuộc loại ở mức độ này, nó cho phép chấm dứt các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều khoản trong hiến pháp. Những bậc sáng lập vĩ đại của chúng ta không muốn và sẽ không tha thứ cho những cuộc bầu cử sai trái và gian lận. Một câu có điều kiện chỉ trách rằng nếu gian lận đến mức như thế mà không làm gì, thì những điều khoản luật pháp kể như là không còn ý nghĩa gì nữa. Thế mà dám nói rằng Tổng thống Trump bảo từ bỏ hiến pháp, nếu không đọc nguyên bản mà cứ việc nói theo thì trở thành không mê thì cũng đã bị lừa rồi, cho dù anh làm đến chức gì hoặc là có học đến tầm cỡ nào. Điều này cho thấy truyền thông đã cắt ra một nhóm từ này để phát tán, đó là chấm dứt tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều khoản trong hiến pháp. Chỉ có chừng ấy thôi thì người thiệt thà có thể bị lừa cho đến chí ngu vì đám truyền thông bất lương này. Ở một đoạn ngoạn mục khác, anh ta trả đũa bằng cách cho rằng Vivek như là Obama. Vivek chơi lại một cái đùng và cười khanh khách. Christie chỉ trích Vivek Ramaswamy rằng là họ của anh ta kỳ quặc và e rằng chúng ta phải đối phó với loại chính trị nghiệp dư như là Obama. Ramaswamy phản pháo bằng cách giang hai tay cười và nói rằng như vậy bạn giúp bầu tôi lên tổng thống và tôi sẽ cho bạn một cái bí quyết như là Obama đã cho bạn. Và cả rạp cùng cười. What's a skinny guy with an odd last name doing up here was Barack Obama, and I'm afraid we're dealing with the same type of amateur standing on stage tonight. Come on, give me a hug. Give me a hug just like you did to Obama. The same type of amateur. And you'll help elect me just like you did to Obama too. Give me that damn hug. The same type of amateur. Hold on. Và một đoạn tuyệt vời khác, Ramaswamy đã nói thẳng thắn rằng là chỉ có một mình anh ta là người tuyên bố tha bổng Tổng thống Trump một cách rõ ràng nếu Tổng thống Trump bị kết tội khi anh làm tổng thống. Và đó cũng là lúc mà anh choảng với chính trị gia phó tổng thống Mike Pence. Mike Pence đã lập lờ giải thích quanh co, còn Vivek Ramaswamy thì cười rất sảng khoái trong tiếng vỗ tay của khán giả. You would pardon Donald Trump. I'm the only candidate on the stage who had the courage to actually say it. That is how we move our nation forward and turn the page forward. That's exactly right. Donald Trump will be convicted of these crimes. You should be able to make a commitment. The same justice system that was this corrupt. The difference between you and me. Yeah, I'm not a professional politician. That's the difference. Who can answer a question? I've actually given pardons when I was governor of the state of Indiana. It usually follows a finding of guilt and contrition by the individual that's been convicted. So look, if I'm president of the United States, we'll give fair consideration to any pardon request. But if I may. Trong các đoạn khác, những vấn đề quan trọng như là chiến tranh Ukraine, lập trường của Vivek Ramaswamy là quay về quan tâm đúng mức đến quốc gia, biên giới và xác định mối nguy hiện nay là Hoa Kỳ đối đầu với Trung Cộng. Vì hiện nay Hoa Kỳ đã làm cho Nga hợp tác với Trung Cộng và đây là mối nguy. Các chính trị gia khác như là gà nuốt dây thun, ông Pence, bà Haley và Christie tranh cãi ủng hộ việc bơm tiền tiếp tục cuộc chiến cho đến khi thắng Putin mới thôi. Và mặt khác lại lo cho biên giới quốc gia và đấu đầu với Trung Cộng, tức là bao hết các mặt trận cùng một lúc. Christie thì kể lể những trường hợp thương tâm khi anh ta đến Ukraine đã nghe thấy. Tư tưởng lãnh đạo như anh ta thật là nhỏ hẹp, không ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp giữa cá biệt và tổng thể. Chiến tranh tất phải có tàn phá và đau thương, không sao kể hết những trường hợp một. Vấn đề là lãnh đạo phải có tầm nhìn xa và toàn cuộc, nguyên nhân xa gần, và thắng là chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình. Sách của DeSantis cũng không có gì mới ngoài kể lễ thành công. Và như chúng ta đã biết và đã từng nói nhiều lần là thành công của ông DeSantis cũng như là Mike Pence, có kể ra thì cũng không khác nào là ca tụng chính sách và nghị trình của Tổng thống Trump mà thôi. Tóm lại, cuộc tranh luận dù ai có đả kích thì Vivek Ramaswamy rõ ràng vẫn là người chiến thắng trong cuộc tranh luận. Mặc dù tầm cỡ lãnh đạo thì chưa tới, cũng như tất cả 7 ứng viên khác. Anh ta có tầm nhìn xa, trong rộng, có sáng kiến, có lập trường bền vững, hiểu biết Tổng thống Trump đang bị oan vì hiện tình đất nước đang bị chính trị hóa tư pháp, là nguy cơ có thể dẫn đến độc tài và cần phải chấm dứt. Anh ta rất tự tin vào quan điểm của mình. Tất cả chính trị gia ngày nay có lẽ nên chuẩn bị nhận chứng chỉ tốt nghiệp chính trị gia lỗi thời, chờ thời bình mới ra, để sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về. Còn bây giờ thì chưa được, bởi vì không một ai nhận ra nguy cơ hiện nay ở tại Hoa Kỳ là gì, và không thấy một ai nói tới. Đó là hiện nay có hai chiều khác nhau. Một bên quyết tâm biến đổi toàn diện Hoa Kỳ, và đang có nguy cơ dẫn đến độc đảng cầm quyền vĩnh viễn. Một bên thì chặn lại, cố thủ nền Cộng hòa, tự do, dân chủ, vĩ đại theo như hiến pháp. Đơn giản có vậy thôi, và đây là gốc của mọi vấn đề. Nói riêng từng người, cụ thể Tim Scott chỉ có thể là thượng nghị sĩ tốt, Chris Christie, người thì to nhưng là trí thiện, còn Asa Hutchinson thì không thuộc hạng nào. Không phải chỉ vì thấy anh ta ghét Trump, mà vì kiến thức của anh ta không đủ và tầm nhìn không qua chóp mũi. Hai anh này thì nên tiếp tục chạy đua, càng nhanh càng tốt, nhưng là chạy về nhà. Nikki Haley thì hăng say với hiểu biết ngoại giao của mình, nhưng không có cái nhìn toàn cuộc. Ông Burgin cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ nguy cơ hiện nay có liên hệ đến hai người, đó là Mike Pence và Ron DeSantis. Vì sao có thể nói là liên quan đến hai người này? Đơn giản bởi vì hai ông này trực tiếp thực hiện nghị trình MAGA của Tổng thống Trump. Câu hỏi tiếp theo là tại sao trong thời điểm này lại có nghị trình này? Hệ quả đối với Tổng thống Trump là gì? Quý vị và các bạn khoan vội cho rằng mình biết hết. Hiện nay chủ nghĩa toàn cầu đang trên đường tiến đến một ngày hợp tác toàn diện, biên giới dần dần không còn là quan trọng nữa. Giá trị gia đình và cá nhân sẽ được hạ xuống thấp thành tập thể hóa. Đổ đồng, ngay cả giới tính cũng vậy, chúng ta đang thấy trước mắt. Tất cả đang trên đà biến đổi một cách cực đoan. Chính đường lối này của dân chủ đang đeo đuổi, đã đẻ ra phong trào MAGA theo nguyên lý đối đãi. Nói một cách đơn giản là có cái này, tất phải có cái kia đối lại. Nghị trình MAGA đặt nước Mỹ, dân Mỹ ưu tiên. Tầm vóc của nghị trình này thật ra không phải chỉ hạn hẹp ở Hoa Kỳ, mà nó là nghị trình của toàn thể các quốc gia và xã hội trên thế giới. Nhiều người chỉ nghe theo truyền thông không lương thiện mà chửi Tổng thống Trump bởi vì không hiểu tầm vóc và cái thời của nó tất phải sinh ra. Đây là nói đến trách nhiệm của chính quyền đối với người dân và chủ quyền của mỗi quốc gia, dân tộc. Ví dụ, Mễ đặt nước Mễ và người Mễ lên hàng ưu tiên. Hay là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Úc, Ý, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, vân vân cũng y như vậy. Một khi đặt tổ quốc trên hết thì biên giới quốc gia phải giữ, như là nhà thì phải có rào dậu. Dân tộc trên hết tức là giá trị gia đình, từng cá nhân và văn hóa dân tộc phải được coi trọng. Như vậy, nghị trình ở Mỹ là MAGA, còn ở các quốc gia khác thì chính là quốc gia dân tộc trên hết. Vậy nó chính là rào cản, chống lại cấp tiến xã hội chủ nghĩa, chống biến đổi những giá trị căn bản của con người, gia đình và xã hội và chủ quyền quốc gia, và bảo vệ tất cả những giá trị đó. Tóm lại, nghị trình MAGA sinh ra bởi vì có chủ nghĩa toàn cầu, xã hội chủ nghĩa. Bây giờ quý vị và các bạn có thể mường tượng ra chưa? Và một khi nó là rào cản thì sẽ bị xem là phản động. Và phản động thì phải bị tiêu diệt để dọn đường đi tới. Ông Pence là phó tổng thống làm việc với Tổng thống Trump. Và cũng vậy, DeSantis thực hiện nghị trình này thành công tại Florida. Tuy nhiên chỉ là thành công ở cấp độ địa phương. Có bị tấn công, ngăn chặn, nhưng không đủ để thấy tầm vóc của sự ngăn chặn. DeSantis chưa từng bị trở lực kinh thiên động địa nào như Tổng thống Trump. Bây giờ, nếu giao của mấy lớn này cho DeSantis, ai vận hành ở cấp độ quốc gia và thế giới, thì hãy tưởng tượng xem họ có bị đánh không? 100% họ sẽ bị đánh cho thất điên bát đảo, xe pháo tan tành. Và liệu họ có chịu nổi những đòn như là Tổng thống Trump hay không? Đã là nhà trí sĩ đấu tranh cho lẽ phải trong thời kỳ không phải, thì ai cũng phải trải qua những cuộc truy đuổi, bị tù tội, có khi phải mất mạng. Làm nhà trí sĩ mà không xây dựng được một phong trào, một lực lượng quần chúng ủng hộ mạnh mẽ cho chính nghĩa, thì chuẩn bị trở thành tù nhân lương tâm là may mắn lắm rồi. Và liệu DeSantis và ông Pence có chịu nổi hay không? Chúng ta hãy nhìn kỹ 1000 lần, cũng chỉ có một kết quả thường tình không mong gì hơn là chính trị gia sẽ thối lui, thỏa hiệp hoặc là tay trắng đầu hàng. Và cỗ máy khổng lồ ấy sẽ banh xác và bị hất ra bên lề để chương trình của phía dân chủ thời nay tiến nhanh, tiến mạnh, sớm hoàn thành và độc đảng lãnh đạo là kết quả có thể đoán được. Và hãy tưởng tượng xem chừng đó chúng ta, Hoa Kỳ sẽ thế nào và thế giới sẽ đi về đâu. Sau cùng, trong thời kỳ vô cùng đặc biệt của thế giới và Hoa Kỳ hiện nay, muốn giữ lại nền tảng chỉ có MAGA và muốn lái cỗ máy nghị trình vĩ đại này để cứu nước ra khỏi cơn nguy, chỉ có người chế ra nó. Chỉ có ông mới dư khả năng và bản lĩnh để đối mặt với Vladimir Putin hay là Tập Cận Bình mà không sợ Hoa Kỳ thua thiệt. Hãy hỏi lại 1000 lần xem, ai đã chứng minh năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, chiến thuật tầm nhìn xa, chống tham nhũng, không bị ảnh hưởng bởi tiền bạc cám dỗ, bền bỉ trước những đòn tấn công chính trị kinh hoàng. Ai có niềm tin, ai có lòng dũng cảm và bản lĩnh đã tôi luyện thành thép? Câu trả lời là không có một ai. Bất kể là ai có thích Tổng thống Trump hay không, thực tế đất nước ngay bây giờ đang rất cần và chỉ có một người đáp ứng dư những yêu cầu đó. Trump và chỉ có Tổng thống Trump. Chuyện truy đuổi Tổng thống Trump đến tận cửa nhà tù để chụp hình làm kiểu tù nhân hay là làm những chi tiết khác chỉ là những viên thuốc kích thích hay là an thần tạm thời cho những mơ ước không lành mạnh, nhất thời, hí hửng hả dạ, rồi sẽ tự cắm cọc sâu hơn những lần đàn hạt trút phế không thỏa mãn trước kia. Khi mà mọi thứ được sáng tỏ, thì những người trong nhóm của Tổng thống Trump bị tố hôm nay sẽ trở thành những anh hùng xả thân tranh đấu, gìn giữ cho nền Cộng hòa, tự do, dân chủ thật sự được trường tồn. Những người lính trên chiến trường khi cố gắng cắm cọc dương cao lá cờ của quốc gia trên đồi mà bị thương cũng vậy, không phải là điều xấu hổ, mà ngược lại là niềm tự hào và sẽ được vinh danh thắp sáng trong trang sử của một thời mạt vận đen tối chưa từng có. Và tin rằng khi mà mọi thứ được sáng tỏ, chân dung của họ rồi sẽ được treo trên trang sử được vĩnh viễn tôn vinh như những chiến sĩ yêu nước, tận trung, báo quốc. Và cuộc nói chuyện với bình dân kỳ thứ 314, thời đại và đất nước cần ai và tại sao, đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả vui khỏe và bình an. Rất mong quý vị bấm vào subscribe nếu chưa từng làm, nhấn chuông và chọn O để được thông báo có bài mới, nhấn like để giúp sức thuyết phục YouTube. Xin hẹn gặp lại cũng trên Diễn Đàn Độc Lập kỳ tới. Xin tạm biệt, bye bye.